Hello, xin chào các bạn đã quay lại với kênh của tôi. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong cái chuyên đề giao lưu những cái sản phẩm đến từ đồ Nhật Bản. Và hiện tại nhiệt độ bên ngoài đang là khoảng tầm 38 độ C, rất là nóng. Nên buộc lòng mình phải thoát y. Và với cái chuyên đề hôm nay, những sản phẩm đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vài cái món phụ trợ cho những cái thiết bị máy móc của chúng ta ha. Đầu tiên là mình có một số cái viên đá mài. Ok, một vài cái sản phẩm phụ trợ đầu tiên đó là chúng ta có những cái viên đá mài, đá cắt. Ở đây vẫn là cái đá mài một tấc ha, thứ mà mình vẫn thường backup cho các bạn ha, sử dụng cho máy mài cầm tay, mài hơi hoặc là mài điện một tấc nha các bạn. Cái này vẫn là 20.000 một viên. Tiếp theo chúng ta có máy mài với size là một tấc 25, tấc 25 ha, và thiết kế mặt caro vuông, mặt caro vuông. Cái lậu này dùng cho các bác dùng để mài đá rồi đó, mài đá hoa cương nữa, rất là êm. Mài đá là hoa cương rất là êm ha. Tại sao ta dùng đá để mài đá? Thì trong cái đá này nó có những cái bộ kim cương, chúng ta lắc lánh nó sẽ thấy cái độ chiếu chiếu của nó, và nó thiết kế những cái gai caro vuông này giúp đỡ các bác mà chuyên làm trong cái nghề mà lót đá ốp lát này kia đó, khi đá mình cắt xong mình mài bo những cái đường cạnh đi thì người ta dùng cái mặt đá mài như kiểu này để chúng ta liếc cạnh đó, chúng ta mài bo cạnh này kia rất là hiệu quả. Thì ngoài ra chúng ta vẫn có thể dùng cái này để chúng ta mài kim loại vẫn được nha các bạn. Mà kim loại vẫn được. Nó thiết kế cái viên đá nó khá là nhẹ, gọn nhẹ ha. Size nó có để trên đây nè. Size nó có để trên này. Cái độ mịn hạt của nó là 60 ha, 60. Độ dày của cái viên đá mài này thì nó chỉ có khoảng 3 ly thôi nha các bạn. Độ dày nó chỉ có 3 ly thôi ha. Ok. Cái này giao lưu cho bạn 40.000 một viên nha. 40.000 một viên. Đá Nhật nha. Size 1 tấc 25 ha, cái này là size 1 tấc. Này 20.000 viên. Cái này là có số lượng nè. Cái này thì số lượng nó chỉ có nhiêu đây thôi nha các bạn. Khoảng tầm 2 4 6 8 10 viên thôi, chỉ có 10 viên thôi. Và cái này đá cắt. Size máy là 1 tấc rưỡi ha. Đây, 1 tấc rưỡi. Của Mitachi luôn nè. Cái này giao lưu cho các bạn với giá là 50.000 một viên. 50.000 một viên. Ổ cốt này nó có size của nó đây nè, cốt 15 ly nè. Ha. Cái này cái lỗ cốt của nó là 22 ly. 22 ly. Cái này cái lỗ cốt của nó là cũng là 22 ly ha. Hai cái này bằng nhau, 22 ly nha các bạn. Độ dày của viên đá cắt này thì nó chỉ có 2 ly thôi, độ dày có 2 ly thôi ha. Đá của hãng Mitachi nha các bạn. Mitachi. Và đường kính nó là 150 ha, 150. Ok. Cái này nó cũng chỉ có số lượng như đây thôi nha. Chứ không có nhiều. 12 14 16 18 viên. 18 viên ha. Ok. Rồi. Chúng ta chuyển qua tới một cái món tiếp theo. Tiếp tục với cái dòng sản phẩm phụ trợ, chúng ta có những cái mũi khoan bê tông của Nhật nha. Và cái size dùng cho những cái máy khoan bê tông điện với cái lỗ 17 ly ha, 17 ly. Và những cái máy thường các bạn để ý, những cái máy mà nó hai chức năng vừa đục vừa khoan thì cái phần thân ngoài nó 17 và phần thân trong nó là cái cạnh lục giác như thế này ha. Cạnh lục giác này nó lục giác nó 13 ly thôi nha. Đây. Đó, ở đây mình có những cái size, chút nữa mình sẽ đọc cái size cho các bạn nha. Tất cả là mũi khoan bê tông của Nhật và tình trạng là mới chưa sử dụng nha các bạn, mới chưa sử dụng ha. Này, máy in Japan nè. Những cái cây lớn thì nó chỉ đóng da băng thôi. Cái này là size nó là 35 ly ha,
35 ly. Đầu là đầu có hợp kim hết nha các bạn. Đầu có me hợp kim hết nha. Mũi khoan bê tông 35 ly, 26 ly, 30 ly. À, hai cây 30 ly nè. Một cây 29 ly. À, 25 ly. À, 17 ly, 19 ly, 17 ly. Hai cây 17 ly. Ok. 17 ly, 19 ly, 17 ly. 14 ly, 14 ly 3. 14 ly rưỡi. Nha, may giờ bằng hết nè. Và một cái cây cuối cùng đó là 12 ly 7. Ha, 12 ly 7. Những cái đầu nè, đầu có me hợp kim hết nha các bạn. Và cái độ dài nó cũng tương đương nhau thôi. Xem nhau hết. Đây. Độ dài của nó là khoảng tầm 27-28 cm ha. 27-28 cm. Và có một cái cây cá biệt, đó là cái cây sử dụng cái đuôi con số 2 để chúng ta cắm vào, chúng ta dùng cho những cái mũi đuôi con ha, thì chúng ta có thể thay thế như kiểu cái đầu khoan của mình đó. Ok. Đuôi con số 2. Và cái đường trong nó vẫn là 17 ly và 13 ly lục giác, tương tự như những cái mũi này ha. Ok. Và cái này giao lưu cho các bạn với giá là 100.000 cho một cái cây nhỏ, cây size nhỏ ha. Đây, để mình tách điện ra. Một trăm ngàn cho cây size nhỏ và 150.000 cho cây size lớn. Ok. Một trăm ngàn một cây nha các bạn. Size lớn là 150.000 một cây. Okay. Cây này cũng là 150.000 ha. Đồng giá 150.000 luôn. Mũi nhắc lại nha, mũi là của Nhật, mới chưa sử dụng. Tình trạng là mới chưa sử dụng. Ok. Đây. Nhãn hiệu đây, logo đây. Các cái rãnh thoát phôi rất là chuyên nghiệp ha. Đầu me hợp kim, đầu cặp hợp kim hết, tất cả những mũi bê tông là đầu cặp hợp kim hết nha các bạn. Còn bác nào mà lấy hết 13 cây này thì giá là 1.500.000. Ok. Nhắc lại nha, size nhỏ lấy lẻ 100.000 cây, size lớn 150.000 một cây ha. Còn bác nào lấy hết 13 cây này giá 1.500.000. Ok. Và vẫn là tiếp tục những cái sản phẩm phụ trợ. Mình về được một ít cái giấy nhám đai, nhám đai. Và tất cả những anh em nào sử dụng máy mài giấy nhám băng thì không có xa lạ gì với cái dòng giấy nhám đai này nha. Và sáng hôm nay mình chia sẻ với các bạn một chút xíu về cái giấy nhám đai này. Ok. Đối với cái nhám đai này, nó có rất là nhiều dạng, rất là nhiều loại, tùy theo chúng ta sử dụng cho gỗ hay là cho cơ khí thì nó có cái chất liệu, nó hạt nó khác nhau, cũng như là chất liệu cái nền nó cũng khác nhau. Thì mỗi một cái chất liệu khác nhau như vậy nó sẽ tạo nên cái giá thành nó phù hợp. Thì hiện tại ở đây mình có hai loại, ở đây mình có hai loại ha. Cái góc nền của nó là vải, nhưng cả hai có một cái điểm chung là vẫn là loại kết nối, có cái điểm kết nối. Đây, hai cái này cùng loại, hai cái này cùng một loại, chỉ là hạt to hạt mịn thôi ha. Rồi thì cái này nó là gốc vải hết các bạn, gốc nó là vẫn là gốc vải hết ha, thương hiệu Fuji. Và size giấy nhám này là 100 x 9 15, là cái size thông dụng nhất của những cái máy nhám băng hai rulo mà các bạn thường bắt gặp ở bãi, hay là tất cả những anh em nào bán những cái đồ Nhật bãi về những cái máy nhám băng
chạy hai rulo với cái size bề ngang là 1 tấc và chiều dài của nó là 9-15. Ở đây tất cả là đều của Nhật hết nha, máy da bằng hết nè, máy da bằng ha. Và cái hai cái nhám này nó của hãng Fuji các bạn, đây Fuji Star, ngôi sao Fuji, máy da bằng ha. Và vẫn là cái giấy nhám có một cái đường nối ha, đường nối xéo ha. Đây là cái dạng đường nối xéo. Và cái dạng thứ hai chúng ta sẽ có cái dạng đường nối kiểu chữ Z. Đây, đường nối kiểu chữ Z. Và cái hiệu này nó của hãng nó khác hãng vậy nhưng mà nó đều là của Nhật hết. Nên mình tìm cái hiệu của nó coi. Chất liệu của nó là Riken Chromium. Riken Chromium. Cái hiệu nó đâu rồi đây? Record Bell. Đây cái hộp của nó nha các bạn, cái hộp của nó đây. Size 100 x 9-15. Chất liệu hạt của nó Riken Chromium. Cái này chúng ta dùng mài cơ khí rất là ngon ha. Cái loại hạt này dùng mài cơ khí rất là ngon. Và nó dùng cho cái nhám bell chạy tua nhanh. Chạy tua nhanh nha. Thì cái mã của nó là mã Z, là cái do cái kết nối của nó các bạn ha. Cái điểm kết nối của nó nè, nó kết nối hiện chữ Z. Và cái này nó có cái điều gì hơn những cái giấy nhám mà bán trên thị trường, đó là khi mà chúng ta sử dụng cái giấy nhám này, nó cho chúng ta cái độ êm khi chúng ta mài phôi rất là ok các bạn. Mình lấy ví dụ khi các bạn mài tới cái điểm mài mà giấy nhám nó chạy tới cái điểm này nè, gần như là các bạn không cảm giác được cái điểm nối của nó. Còn những cái giấy nhám mà ngoài chợ họ bán, họ dán cho các bạn đó, thì nếu mà cái chất lượng cái giấy nhám mà dán không tốt, các bạn sẽ bị cái phôi các bạn khi bạn mài tới nó chạy tới cái điểm nối, cái phôi chúng ta nó sẽ bị nhảy cộm lên một cái. Và khi mà chạy tốc độ nhanh thì cái phôi mình nó sẽ nhảy như phi ngựa ha, kịch 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 kịch. Đó là cái điểm thứ nhất. Thứ hai nữa thì cái độ bền của cái hạt nó sẽ không có được lâu. Khi mình sử dụng cái nhám chất lượng kém thì cái độ bền nhám nó không được lâu. Và thứ ba nữa là cái độ mài của nó, khi nó mài ra cái phôi nó không được đẹp nữa. Nói chung là rất là nhiều cái điểm bất cập. Và tại sao chúng ta không tiếp cận với những cái giấy nhám chất lượng đến từ Nhật? Khi mình xài máy Nhật mà mình có giấy nhám Nhật, mình cập nhật cho nó nữa thì tuyệt vời luôn ha. Và cái dòng giấy nhám Z này vẫn là gốc vải ha. Cái này giao lưu cho các bạn với giá là 150 một cái nha, 150 một cái. Còn cái loại này giá 100.000 một cái. Nó vẫn là gốc vải nhưng mà nó kết nối dạng này, một cái đường mà dám xéo thôi. Thì cái độ chuẩn của sợi dây nhám này vẫn cho chúng ta cái cảm giác êm ái khi chúng ta mài, nhưng mà cái độ kết nối cái đường xéo này thì nó sẽ không có, mình cảm giác nó sẽ không có chắc bằng cái dạng chỉ giác này. Thứ hai, và cái độ hạt của loại này chất lượng nó cũng không có cao bằng cái loại Riken này ha. Đơn giản vậy thôi. Và cái loại này chúng ta cũng có hai cái size, hộp to và hộp mịn nha. Cái hộp mịn này là nó A100 và cái hộp to ở trong đây là nó A40 nè, hộp nó thô hơn các bạn. Đây là A40 và đây là A100. Tất cả đều là gốc vải hết nha. Nó còn cái loại gốc bằng giấy nữa, nhưng mà cái loại đó thì nó ở mức độ cấp thấp hơn nữa thì mình không có mang về phục vụ cho các bạn. Ở đây mình lấy ví dụ, ở đây có hai cái cũng là nhám Nhật nè, nhưng mà trong quá trình mà bảo quản không tốt, nó bị ẩm, bị nước, hoặc là chúng ta để nó bị ánh sáng trực tiếp chiếu vào lâu ngày thì cái keo nó sẽ không còn kết dính tốt nữa, và lúc đó khi chúng ta mài nó sẽ tạch và nhiều khi nó còn bắn rã vào mặt của người đang đứng mài nữa nha các bạn. Và lưu ý, và đây vẫn là một cái tờ giấy nhám Nhật nè, với cái kết nối xéo ha, với cái đường nối xéo nè. Đó, các bạn thấy không? Gốc vải đàng hoàng nha. Đây, chất liệu nó là aluminium oxide Tokyo da băng nè. Rất là dày, cái nền vải của nó rất là dày, rất là cứng chắc. Một cái sợi giấy nhám Nhật như thế này với cái gốc nền vải như thế này thì chúng ta sử dụng rất là bền, khá là bền, khá là lâu. Chúng ta mài thời gian khá là lâu. Nếu các bạn đừng tì ép những cái đồ vật bén lên để làm cho nó bị rách hay là nó bị xước thì chúng ta mài khá là lâu. Và lưu ý khi chúng ta lắp vào cũng vậy, ở đây nó có mũi tên chỉ cái hướng nha các bạn. Chúng ta lắp theo đúng cái chiều hướng xoay của nó thì nó sẽ tránh được cái tình trạng giống như kiểu xe mình lắp đúng theo cái chiều lốp xe thì nó sẽ hiệu quả hơn nữa ha.
và nó tránh được cái tình trạng nó bị sốc rách như thế này. Ok, một vài cái điểm chia sẻ. Và chắc chắn là chúng ta, nếu mà chúng ta xài những nhám cuộn, những cái máy nhà mài nhám băng như thế này, thì mình cũng không phải hướng dẫn quá nhiều về cái cách lắp băng đó, các bạn cũng đã quá quen thuộc rồi, nhưng mà cũng nên chia sẻ để các bạn nào chúng ta mới tiếp cận lần đầu với những cái máy nhám băng, thì chúng ta sẽ không có gì để bỡ ngỡ ha. Và trước đây những cái máy đai nhám băng, một cái điều rất là đáng tiếc, một điều đáng tiếc là mình không có một cái máy để mà mình chia sẻ cho các bạn. Tại vì trong cái thời gian gần đây là những cái máy đó nhám băng nó rất là hot, và các anh em mà thương lái tự mình đẩy cái giá lên tới ngất ngưỡng. Thì những cái máy nhám băng đó thì cách đây khoảng tầm 7 7 tới 8 7 8 năm về trước thì mình đã bắt đầu mình sử dụng nó rồi, và mình cũng backup giao lưu cho nhiều các anh em làm nghề làm cơ khí. Thì nói chung nếu mà chúng ta đã xài quen với cái máy như mài nhám băng đó rồi thì chắc chắn mình sẽ không thể nào quay lại với cái máy mài hai đá truyền thống được các bạn. Nó đem lại cái hiệu quả công việc rất là tuyệt vời, nó cho chúng ta cái sản phẩm mài ra rất là đẹp, nhanh, hiệu quả. Thì tại sao chúng ta không sử dụng nó, mà xài quen nó rồi thì không thể nào quay lại mài cái máy hai đá nữa, chắc chắn một điều như vậy. Và khi mà mình sử dụng cái máy mài nhám băng đó thì mình trăn trở, cái điều trăn trở của mình đó là muốn tìm những cái nháy nhám băng xịn để mình sử dụng cho cái máy đó. Chứ nếu mà mình đã có một cái máy mài nhám băng xịn rồi mà mình lại sử dụng những cái giấy nhám nó kém chất lượng thì cái hiệu quả nó thực sự nó đem lại cho sản phẩm chúng ta tạo ra nó không được như mong muốn, rất là đáng tiếc. Và để một cái thời gian sắp tới nếu mà có cơ duyên mình gặp được một cái mài nhám băng thì mình sẽ mang lên đây mình giới thiệu, mình chia sẻ cho các bạn, và mình cũng giải quyết cho một cái vấn đề khó khăn trăn trở đối với nhiều bạn là có nên lựa chọn máy nhám băng bãi nữa hay không. Thì lúc đó cái chuyện đó sẽ để sang một cái clip khác, thì lúc đó chúng ta sẽ trao đổi chia sẻ nhiều hơn những cái kinh nghiệm về cái máy mài nhám băng đó. Ok, và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái giấy nhám Nhật xịn để chúng ta sử dụng cho máy mài nhám băng size 100 nhân cho 95. Và ở đây mình có hai dạng, cái loại này là 100 ngàn và loại này 150 ngàn, và còn một cái loại cao cấp hơn nữa nha các bạn, 200 ngàn một tờ, 200 ngàn một tờ. Và cái loại đó là nó sử dụng cái gốc vải đúc, tức là chúng ta sẽ không thấy cái mối nối trên cái dây đai của nó, hoàn toàn không có cái mối nối, và nó sẽ tránh được cái hiện tượng đứt như thế này nha. Và bác nào có yêu cầu cao cấp hơn nữa thì alo riêng cho Minh TV nha. Vẫn có cái để backup cho các bạn, 200 ngàn một tờ. Mặc dù là hiện giờ là mình không còn cái máy mài nhám băng nào hết để sử dụng, một cái điều rất là đáng tiếc. 100k và 150k cho một tờ. Nhắc lại nha, cái gốc của nó là gốc bằng vải chứ không phải là bằng giấy nha các bạn. Giấy thì nó loại thì nó cấp thấp nữa. Tiếp tục chúng ta đến với một số sản phẩm về cái đồ cơ khí. Cơ khí chính xác ha. Hôm nay chúng ta đến với những cái đồ lạc son nó khá là nhiều ha. Một vài ý kiến đánh giá là những cái đồ rác của nước ngoài mà mình lại mang về mình xem nó như là châu báu ha, trân quý rồi vàng kia, có vàng ở trong đó thì sao mà giá nó đắt thế này. Thì những cái ý kiến như thế thì mình không có gì để bình luận cả, tại vì nói chung là mình giải thích với cái người không hiểu thì mình cứ cố nói đi chăng nữa thì cũng không có tác dụng, tại vì ta không hiểu mà mình cố giải thích hoài thì đâm ra mình giống như là một cái người nó vớ vẩn. Ok, cứ để từ từ tự nhiên họ sẽ hiểu ha. Ok, và hôm nay mình sẽ có một vài cái món ok, một vài cái món dành cho những anh em nào sử dụng cơ khí chính xác ha. Ở đây có những cái lưỡi dao phay, những cái lưỡi dao lưỡi dao của Nhật nha các bạn. Có một cái nó xé bịch rồi, để mình xem cái nào, và cái xé bịch đó nó cũng bị lỗi luôn,
nó bị cấn do quá trình mà vận chuyển về. Và trên đây nó có size hết nha các bạn, size lưỡi dao của nó là 70 nè, độ dày 0.4 nè, cái lỗ nó là 25 ly 4, tất cả là đều là lỗ 25 ly 4 hết nha, lỗ 25 ly 4 hết đây. À, một cái lưỡi dao và nó bị đè cấn một cái cạnh nè các bạn thấy không, à, cấn gãy một cái cạnh này, xem như là hỏng, vứt đi không sử dụng được. Ok, cái này dùng để phay 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 ngang các bạn, những máy phay ngang đó. Và hiện tại ở đây còn 4, 2, 4, 5 cái nha các bạn, còn 5 cái và còn nguyên tem niêm phong chưa có xé bịch nha, nguyên tem niêm phong chưa có xé bịch nha, chưa có nào xé hết ha. Ok, máy in xà băng hết nè, 5 cái lưỡi dao, cái này gãy rồi bỏ qua bên, 1 2 3 4 5, 5 cái lưỡi dao và 5 cái size này, độ dày 2 ly ha, đường kính là 70 nha, lỗ 25 ly 4, cái này độ dày 1.3 ly, độ dày 0.6 ly, 0.2, 0.4, cái này là giống cái bị gãy các bạn, nè, cái size này nè, 70.4, 25 ly 4, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái này giao lưu cho các bạn với giá là 200 ngàn, ồ, cái này khá dày ha, cái này tới ly 3 là khá dày nặng, chưa có xé bịch niêm bông nha, 200 ngàn, 5 cái lưỡi dao, quá là rẻ, không thể rẻ hơn được, khuyến mãi thêm cái lưỡi hư luôn. 200k cho 5 cái lưỡi dao. Năm cái lưỡi dao. Kích thước các bạn coi kỹ lại trên cái thông tin trên hình giùm mình ha. Đường kính là 70 và cái lỗ là 25 ly 4 ha, lỗ 1 inch ha. Có cái rãnh chốt lưỡi quét ha, trên lưỡi dao thì có rãnh chốt lưỡi quét hết. Ok. Một vài cái mũi do size nhỏ các bạn, mũi do size nhỏ ha, tình trạng của nó là mới chưa sử dụng nha các bạn, một số cái đen đen ở đây là nó bị dính cái mỡ bò bảo quản và cái giấy dầu của nó còn nữa nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ok, 16 cái mũi do này giao lưu cho các bạn với giá là 400 ngàn, mũi do của Nhật hết nha các bạn, 16 cái mũi do nha. Cái size lớn nhất của nó đây là nó 7 ly, cái cây nhỏ nhất của nó đây là bao nhiêu, nhỏ nhất của nó là 3 ly các bạn, tình trạng là mới chưa sử dụng hết nha, mới chưa sử dụng. 400k cho 16 cái mũi do size nhỏ này, 400k 16 cái ha, 16 cái mũi do. Tiếp tục, một vài cái bút lấy dấu, bút vạch dấu, bút lấy dấu nha các bạn, này là bút lấy dấu ha. Thì cái này nó thao tác để chúng ta vạch lấy dấu nè, chúng ta làm dấu, chúng ta kẻ khuôn đồ, vạch đồ, gạch lấy dấu đồ ha. Chất liệu nó là thép trắng nha, thép trắng. Giá cái này là 20 ngàn một cây nha các bạn, 20 ngàn một cây, 20 ngàn. Bên đây cũng vậy, tương tự, nhưng mà bên này thì nó chất liệu nó là thép mới chưa sử dụng và nó có một cái đầu dẹp để chúng ta sủi cạo ron hay gì đó. Ok, ở giữa nó gia cố những cái đường xoắn này giúp tăng cái độ cứng của cái phần tay cầm. Mũi nhọn ha, 30 ngàn một cây. Đấy. Mũi rất là nhọn ha, rất là nhọn. Bạch dấu. Ok. Một vài cái lưỡi dao cắt ống size số 3 ha. Size số 3. Đây mình đo kích thước cho các bạn nha. Dao cắt ống. Đường kính của nó là 35. Lỗ của nó là 9 ly. Lỗ 9 ly ha. Đường kính là 35, size số 3 nha.
dao cắt ống. Tình trạng là mới chưa sử dụng nha, những lưỡi dao này là mới chưa sử dụng nha các bạn. Và mình có cái size này như size số 2 nữa. Size số 2 đường kính 31. Lỗ trong của nó là 8 ly. 8 ly 2. Size số 3 và size số 2. Đây, các bạn nào thấy cái lưỡi dao mà phù hợp với lại cái dụng cụ cắt ống của mình thì có thể lựa chọn. Và cái lưỡi dao này Zalo cho các bạn với giá là 100.000 một cái. Lưỡi dao cắt ống của Nhật nha. Tình trạng là mới chưa sử dụng ha. Độ dày của nó nha các bạn. Thì cái phần độ dày á, thì nó dày khoảng 9 ly thôi. Nhưng mà chủ yếu là chúng ta quan trọng là cái độ đường kính nè. Và cái lỗ trong. À, còn cái độ dày ví dụ mà nó có dày mỏng thì chúng ta có thể canh khâu lên được. À, những cái dao cắt ống chất liệu thép ha, lưỡi dao cắt ống 100.000 cái. Tiếp tục những cái dưỡng đo, cái này chúng ta sẽ có, cái này nó xài sử dụng hệ in nha các bạn, hệ in. Cái này nó đo cái độ cong ha, đo cái độ, đo lỗ đó, đo lỗ, đo độ cong lỗ. Bộ ba cái này giá 150.000 ba cái, sử dụng hệ in nha, 150.000. Và cái ba cái bộ này, một cái hệ in và một cái hệ metric của mình ha. Cũng đo cái độ cong, góc cong, cái này nó đo cái hệ, cái này hệ in nè. Một cái hệ in và một cái hệ metric cũng tình trạng mới chưa sử dụng. 100.000 một cặp. Hai cái. 100.000 một cặp. Hệ in và hệ metric. Có 3 cặp thôi ha, 1 2 3, 3 cặp. Rồi. Tiếp tục. Cái này là cái lưỡi dao để chúng ta cán răng cho máy tiện, lưỡi dao để cán răng cho máy tiện. Tình trạng cũng là mới chưa sử dụng ha. À, tất cả là cái răng to, chỉ riêng có một cái răng nhuyễn. Có 8 cái răng to và một cái răng nhuyễn. Cái này giá 50.000 một cái nha các bạn. 50.000 một cái của Nhật nha. Có thấy được cái dòng chữ nhỏ nhỏ đó không? Chắc nhỏ quá không thấy được hả? Đường kính của nó là 19 ly. Lỗ của nó là 5 ly nha các bạn. Đường kính 19 ly, lỗ 5 ly. À, Tokyo. À, đường kính 19 ly, lỗ 5 ly ha. Này cứ có con lăn gai đó. Để ta cán những cái tay nắm ta càng đó. Thì thường những cái con lăn này nó có dạng bánh đôi và bánh đơn. Mình lấy ví dụ cho các bạn nè. À, cái dạng này là cái bánh đôi ha. Thì chúng ta kẹp lên cái bàn dao á. Chúng ta để cái phô vô và chúng ta chạy thì tự động nó, hai cái bánh này nó sẽ lăn gai lên và chúng ta sẽ điều chỉnh cái bàn dao nó đi vào, từ từ điều chỉnh bàn dao đi vào để tạo những cái gai giống như những cái tay cầm mà chúng ta thấy, những cái tay cầm mà nó gia công những cái gai lăn giống như kiểu tương tự như này. Đây thì nó lăn ra thì những cái tay cầm nó sẽ tạo ra những đó, những cái gai lăn ra, chúng ta lăn ra nó sẽ ra những cái gai mà kéo như thế này. Ok, đây 50.000 một cái. Vô thùng. Vô thùng. Tiếp tục mình có một cái thước để chúng ta đo cái dây điện. Đo cái đường kính của cái dây dây dẫn điện rồi. Ha. Đo cái lỗ dây. Nó là cái dạng thước. Nó có hai mặt, một cái mặt nó sử dụng cái hệ AWG và một cái hệ sau là hệ mili. À, rất là hay ha, hai mặt.
Độ dày của những cái thước này là nó, độ dày của nó là khoảng 3 ly ha các bạn, 3 ly của Nhật ha, tình trạng cũng là mới chưa sử dụng. À, ngoài ra ngoài cái việc đo dày, chúng ta vẫn có thể dùng nó như một cái thước kẹp để chúng ta đo những cái kích cỡ, như mình đo mũi khoan bao nhiêu ly ha, chúng ta đo mũi khoan nè. À, cái này nó khoảng 6 ly ha. À, nó 6 ly, nó vô được cái miệng này. À, chính xác là cái này nó 6 ly nè các bạn. À, thì cái lỗ này 6 ly 05 thì nó hơi rộng hơn xíu, nhưng mà cái này vừa chạm ý là 6 ly. À, khá là hay ha. May sao bằng. Ok. Cái thước này giao lưu cho các bạn với giá là 150 ngàn cái. 150 ngàn một cái nha. Thường thì chúng ta sẽ đo dùng để đo dây điện, đo cái lỗi dây, nên chúng ta đo cái lỗi dây. Nhưng mà ngoài cái việc đo lỗi dây, chúng ta vẫn có thể ứng dụng chúng ta đo những cái khác. À, tiếp tục một vài cái mũi vo của Nhật cũng tình trạng mới chưa sử dụng ha, mới chưa sử dụng nha. Thép trui cao tầng đây, mũi vo này nó là 50 mấy da bằng nè, mày mấy da bằng. Đây, mới chưa sử dụng nha. À, mấy da bằng tuyệt vời luôn. Năm phần tám. Những cái này là nó dính mỡ bò bảo quản nha các bạn, chứ không phải là nó bị rỉ sét gì đâu. Cái này nó bị dính mỡ bò bảo quản thôi. Tất cả đều là mũi của Nhật hết. Ừ, tình trạng mới chưa sử dụng mà. Đây, của SK nè, còn gối nguyên giấy dầu luôn nè. Thấy không? Cái dạng này là dạng do trụ, mũi do trụ SK Tokyo. À, còn gối nguyên giấy dầu chưa sử dụng mà. Của này của hãng Triple K, 3 chữ K đó, mới chưa sử dụng, size 9. Cái này là 10 ly ha, 9 ly 10 ly gì đó. Đây, cái này nó dạng cũng do nhưng mà nó rảnh sắn. Tay vô tool. Tay vô tool. Ok. 2 4 6 7 8 9, 9 cái mũi này giao lưu cho các bạn với giá là 1 triệu 500 ngàn. 9 cái mũi giò nha, 1 triệu 500 ngàn. Chiều dài của nó mình đo cho các bạn nè. Chiều dài của nó khoảng tầm 22. 22, từ 18 cho tới 22. Từ 18 cho tới 22. Cái mũi ngắn nhất, ngắn nhất của nó là 13 rưỡi. 13 rưỡi nha. Đầu vuông này nó khoảng 8 ly. Đầu vuông nhỏ nhất của nó là 6 ly ha. 1 triệu rưỡi cho những cái mũi vo size lớn này. Mới chưa sử dụng nha các bạn. Mũi vo của Nhật nha. 2, 4, 6, 8, 9 cái mũi vo. Quá bèo. Bèo bèo bèo. Đây, ba cây búa cùng một size hết nha, ba cây búa cùng một size hết ha. Đường kính nó khoảng 45, chiều dài nó khoảng 110 mấy đó, ba cây. À, có một cây là mới nhất ha, thì bác nào nhanh tay chốt trước thì sẽ được cái cây mới. Ok, đồng giá 150 ngàn một cây. Một cái cần lực của KTC, tình trạng nó còn khá đẹp các bạn. Thấy không? Cái giải lực của nó là từ 0 cho tới 70 Newton trên mét ha. Tương ứng như đó là 700 kN.
kg trên cm. Ok. Đầu 3/8 nha các bạn. Tình trạng rất là mới ha. Tình trạng còn rất là mới. Nước mạ chrome nó còn rất là đẹp. Chiều dài. Chiều dài của nó là 40 cm nha. Ok. Cái cần đo lực này của KTC Zalo cho bạn với giá là 350.000. 350.000 ha. Đầu 3/8 nha, nhắc lại đầu 3/8 nha. 350.000. Ok. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Tiếp tục chúng ta đến với một số cái ba lan này các bạn. Đầu tiên chúng ta có một cái ba lan tải trọng 500 kg, may sa băng. Trên toàn cái con này còn khá đẹp nha các bạn. Khá đẹp ha. Và một cái ưu điểm của cái dòng thế hệ đời mới này là nó thiết kế nhỏ gọn. Và đặc biệt là cái dây tải của nó chiều dài nó lên tới được tới 5 m. À, khoảng 5 m. Hoạt động nhẹ nhàng nha các bạn. Hoạt động nhẹ nhàng và chạy khá nhanh ha. Móc zin 500 kg còn khá đẹp các bạn. Chưa có bị quá tải ha, chưa có bị ngoát, chưa bị quá tải. Rất là đẹp. Ok. Sơn zin 100%. Nha, sơn zin 100%. Hàng chủng Nhật nha, sản xuất tại Nhật, mang xe bằng Elephant. Thương hiệu con voi này thì quá nổi tiếng về cái dòng ba lan này ha. Cái này giao lưu với các bạn với giá là 1 triệu. 1 triệu cho cái ba lan này. Ok. Dây cái phần dây kéo nó cũng rất là dài các bạn ha. Cũng khoảng tầm 6 mét ha. 5-6 mét vậy đó. Với cái con 500 kg nhỏ gọn này thì thích hợp cho chúng ta lắp ở nhiều cái vị trí thao tác và chúng ta sử dụng trong gia đình, chúng ta bẫy những cái đồ vừa phải, rất là phù hợp, rất là hợp lý ha. Gọn nhẹ. Ok. 1 triệu cho cái ba lan 500 kg của Elephant. Đang tiếp theo chúng ta đến với Elephant 1 tấn nha. Tình trạng là sơn zin 100% nha các bạn. À, rất là đẹp. À, sơn zin toàn bộ, máy in xà bằng, tem nhôm ha, tình trạng nguyên zin, chưa có qua sửa chữa, móc zin 1 tấn này, chưa có bị ngoát ha, chưa bị quá tải nha, dây cũng còn rất là đẹp nha các bạn, dây tải còn rất là đẹp. Và một cái điều đặc biệt nữa là cái con này cái dây kéo của nó dài lên tới khoảng tầm 7 m nha các bạn, ha, dây kéo nó tầm 7 m. Tình trạng là hoạt động ok ha các bạn ha. Chó trả rất là nhẹ nhàng ha. Cái ưu điểm của cái đồ đầu Nhật là nó khác mấy cái đồ hàng chuẩn Nhật, lúc nào nó cũng mượt mà ha. Rất là ok. Cái ba lan 1 tấn Elephant này giao lưu cho các bạn với giá là 1,5 triệu nha. 1,5 triệu sơn zin 100%. Một triệu rưỡi nha các bạn, sơn zin 100%. Tiếp tục là chủ đề ba lan, chúng ta đến với một em Super 8 tải trọng 2 tấn Elephant. Và cái con này thuộc cái
dòng cổ điển ha, Super 8 máy in xe bằng tem đồng nha, tem đồng, tải trọng 2 tấn, dây cáp dây tải rất là to, móc 2 tấn zin, còn đẹp nha các bạn, tình trạng nguyên zin, chưa dọn dẹp vệ sinh gì hết, đây, tình trạng nguyên zin ha, chưa có qua sửa chữa gì hết nha, chưa bị quá tải, dây tải còn thép nó còn xanh lè nè, ha, rất là đẹp, thép nó còn xanh lè luôn, và đặc biệt là cái dây dây kéo của nó dài tới 7 mét nha các bạn, dây kéo nó dài tới 7 mét. Cái dòng Super 8 này nó thiết kế đặc biệt ha, mình vuông, và cái phần nắp chặn nó có những cái chốt chặn chống trượt cái dây kéo, chúng ta kéo một cái tốc độ nhanh, và cái con này tình trạng nó còn rất là mới, các bạn nhìn nè, nước sơn kim toàn bộ ha, và nó còn còn rất là mới, và nó hoạt động mượt mà êm ái ha. Đây là cái tiếng kéo lên và cái tiếng sải dây các bạn nghe nè. Hoạt động hoàn hảo và không có gì để chê trách, tình trạng rất là mới luôn ha. Các bạn nhìn cái phần móc này nè, nếu mà móc nhiều nó sẽ bay mất cái nước sơn, mà nước sơn nó còn rất là đẹp luôn, nước sơn nó còn khá đẹp luôn, rất là cổ điển ha, tem đồng mình vuông nhìn rất là khỏe khoắn cho bắp ha. Ok, cái này giao luôn cho bạn với giá là 3.200.000, 3.200.000, hai tầm 2 tấn nha, 3.200.000. Một vài cái tem còn đây, tải trọng 400 kg, mát khá dày ha, dây cáp nó khoảng 6 ly, dây cáp 6 ly như vậy, cáp 6 ly, cái mát này còn 7 màu hết ha, tải trọng 400 kg, sơn zin màu xanh. Cái thành cáp, cái này giao luôn các bạn với giá là 500.000, 500k.
tiếp tục. Hiện tại thì cái búa Mỹ này với cái size này mình còn là một cây cuối cùng nha các bạn, một cây sau cùng, last one, một cây cuối ha. Giá vẫn là 450.000 và nhắc lại tình trạng đó là mới chưa sử dụng. Những cái đầu này là cái đầu cao su này là mình tiện gia công để lắp vào cho các bạn thôi. Hàng trong kho lấy ra nó không có hai cái đầu nha các bạn. Thương hiệu là lúc là Los Angeles, Mỹ ha. Đây là cái size nhỏ hơn, cái size này giá là 300.000. Cây này thì mình còn một vài cây, còn riêng cái size này chỉ còn một cây cuối cùng, 450.000. Cái size nhỏ này thì giá là 300.000. Mình giá cái giá vô. Chắc lại cái cán của nó bằng sợi thủy tinh tổng hợp, nhỏ dai và rất là chắc chắn ha. Chất lượng những cái búa nhựa như thế này thì tuyệt vời các bạn. Độ bền tuổi thọ của nó rất là cao và nó mang lại cái tính hiệu quả thực sự. Chúng ta sử dụng logo của Lucla đây. Cái này là hàng Mỹ xưa nha các bạn, chứ không phải là hàng thế hệ đời mới bây giờ đâu. Mỹ xưa. Hay trên này nó cũng có logo của Lucla nè. Ok. 300k cho cái cây size nhỏ và 450 cho cây size to. Đây. Tiếp tục mình tới một cái bài thợ hồ mới chưa sử dụng, một cái xẻng làm vườn của con voi elephant, hiểu chứ, hiểu cái ba lan lúc nãy nha. Tình trạng là mới chưa sử dụng một cái xẻng làm vườn của con voi, một cái bài thợ hồ máy sao bằng. Ok, cái khâu tay cầm nó cũng có chữ máy sao bằng nó kẹp đi. Đấy. Đấy. Thấy chưa? Rất là cổ điển. Một cái bài tự hồ đẳng cấp ha. Đây, máy. Chúng mình cho anh dập được cái khâu này luôn. Mới chưa sử dụng. Ok. Cái sẻ làm vườn này thì nó khá là dày nha các bạn. Khá là dày. Thì con voi. Cái độ dày của cái lưỡi của nó là 2 ly nha các bạn. Độ dày 2 ly. Cái này giao lưu cho bạn với giá 150.000. Bài thợ hồ này giao lưu cho các bạn giá là 200.000. Rất là đẹp. Các bạn đẳng cấp dành cho thời cả nha. Tiếp tục chúng ta có một cái dao sinh tồn, dao sinh tồn này cũng Nhật hay các bạn, cũng được sơn camo đàng hoàng chứ bộ ha, nâu xanh dương xanh lá đồ ha. Đấy, cái này nó của hãng Kanetsu nha các bạn, Kanetsu, chất liệu lưỡi là thép đen, có rãnh răng cưa, rãnh răng cưa thép đen ha. Đây, Kanetsu. Lưỡi còn khá đẹp ha. Chiều dài của cái dao sinh tồn này là nó dài là 26 cm. Chất liệu cái lưỡi là thép đen ha. Khá là dày nha các bạn. Thế
thép đen khá dày. À, độ dày lưỡi của nó là 4 ly. 4 ly ha. Kanetsu. Cái hiệu giống như mấy cái cây súng bắn vít của Kanetsu á. Kanetsu. Thép đen. Cái bao này mình nghĩ là không phải của nó nha các bạn. Nhưng mà chất liệu của nó là da thiệt ha. Chất liệu cái bao này bằng da thiệt. À. Ok. Cái này giao lưu cho các bạn với giá là 600.000. Một cặp dao ghép của Nhật. Hai cây luôn. Gích thế. Lưỡi nó hơi rỉ ha, một cây mũi nó hơi có lỗi chút xíu các bạn. Cái chóp đỉnh này nó bị cấn nè. Cái này mà sửa lại là nó gãy chắc luôn ở chỗ này ha. Cái da nó là vân búa ha. Cái da nó kiểu vân búa các bạn. Có hiệu lò đàng hoàng nha. Cả hai cây đều có hiệu lò hết ha. Cặp dao này giao lưu cho các bạn với giá là 250.000. 250.000 nha. Đây xịt cho nó một miếng chống rỉ. Đây, 250.000 cho cái cặp dao này nha. Dao ghép. Dao ghép cành. Có bao đầy đủ ha. 250.000 cho cái cặp dao ghép này. Ok. Lưỡi rất là bén nha các bạn. 250. Ok. Một cái thước dây. Thước dây này dài 20 mét nha các bạn. 20 mét. Ok. Tiêu chuẩn bộ công nghiệp Nhật Bản ha. Và cái thước này nó khoảng Esland. Chất liệu là phíp. Nguyên cái thước này bằng phíp hết nha các bạn. Phíp. Các cái ốc tán này là bằng đồng hết nha. Bằng đồng. Bằng phíp. Rất là đẹp. Esland. 20 mét. Đấy. 20 mét. Các cái móc này nó cũng bằng đồng nè. Móc bằng đồng. Các cái chặn dây này nó cũng bằng đồng luôn ha. Cái thước dây này giao lưu cho bạn với giá là 300.000. Tình trạng còn nguyên lành, không có bị nứt vỡ gì hết nha. 300k cho cái thước dây 20 mét của Esland. Vỏ phíp rất là dày và đẹp. 300k cho cái thước dây của Esland. Một cái cưa khá là cổ điển các bạn. Khá là cũ kỹ, khá là cổ điển. Và nó đến từ thương hiệu Steigo. Cái biểu tượng cái con cọp á. À, cái logo con cọp á. Và cái cưa này nó đến từ cái thương hiệu Steigo của Đức nha các bạn. Của Đức. Các bạn thích hợp cho các bạn về chúng ta restore lại cái phần tay cầm này. Phần lưỡi thì còn nguyên vẹn, chưa có bị sứt mẻ một cái me nào hết ha. Chưa có bị sứt mẻ một cái me nào hết. Tổng chiều dài cái cưa này là nó 53 rưỡi. 53 rưỡi ha. Một cái cưa lá. Để chiên để xẻ ván rồi ha. Cưa gỗ. Thương hiệu danh giá Steigo của Đức. Rất là tên tuổi ha. Một cái thương hiệu này khá là lâu đời của Đức. Và cái cưa này giao lưu cho các bạn với giá là 250.000. 250.000 ha. Cái phần cán của nó có những cái vết hao mòn theo thời gian. Độ dày của cái lưỡi này là nó 1 ly nha các bạn. Độ dày 1 ly ha. Thép dẻo. Các cái me còn khá là ok ha. Cái phần cán nó có những cái vết hao mòn của cái phần cán gỗ nha các bạn. Nhưng mà các cái ốc vít của nó còn nguyên trạng. Nè, những cái vết mòn nè. Nó cưa cái ván những cái cây gỗ rồi nó sọc vào đó, nó gây mòn những cái phần cán cầm. Cái logo của nó vẫn còn nguyên vẹn đây ha. Steigo. 250k
cho cái cửa lá này. Một cái kèm bấm chết. À, rất là độc lạ ha. Rất là độc đáo. Size số 5. Con này size số 5 ha. Rất là độc lạ nha các bạn. Một cái kèm chết. Có thể điều chỉnh được cái độ tăng chỉnh của cái hàm. Và có thể bẻ những cái góc thao tác. Tùy theo chúng ta bóp thẳng cũng được ha. Quay nghiêng qua trái qua phải gì đó. Ok. Ha. Chống vướng. Rất là lợi hại ha. Kakuta. Về cái hiệu những cái kèm mà bấm chết hàng của Nhật nha các bạn. Ok. Và cái cây kèm này giao lưu cho các bạn với giá là 500k. Một chút nữa đó. 500k rất là độc đáo. Đây. Khẩu cái miệng của nó 19 ha. Thì nó rút về hết thì nó còn khoảng tầm chắc khoảng 1,5 trừ đi phân rưỡi khoảng 17 ha. Khoảng 17 cm. Hoạt động hoàn toàn bình thường. Chiên kẹp những cái đồ lớn nha các bạn. Chiên kẹp những cái đồ lớn, những cái phôi lớn để chúng ta hàn. À, cái chân này, phần này nó có phần cao su đệm nè. À, giống như kiểu một cái chân trụ của những cái bộ bánh xe mà có chân đặt cố định đó ha. Okay. 500k cho cái cây kèm bánh chết. Quá là độc đáo. Một vài cái món này thuộc về đồ tiện cho anh em thợ. Cán giao tiện của Nhật nha các bạn. Cán giao tiện của Nhật. Tokyo Suzuki hết. À, tình trạng là mới chưa sử dụng ha. Đây mình xếp xe thứ tự nè. Cái này là kẹp cái lưỡi dao cắt nè. Đây kẹp lưỡi dao cắt. À, cái này kẹp được hai góc không? Cái này kẹp được bốn ba mặt nè. 1, 2, 3. À, giống như là cái bàn xe dao nữa ha. Đây Tokyo Suzuki Nail Strong. Cái hiệu này là của Mỹ nha các bạn. Giống như kiểu Mỹ Nhật hợp tác ha. Nail Strong. Cái con này size lớn hơn chút nè. Ok. Cũng có đóng ở đây nè. Đóng cái hiệu ở đây nè. Ok. Rồi báo giá từng cái nha. Nhỏ nhất nè 200.000. Cây số 2 250. Cây số 3 300. Cây số 4 cũng 300 luôn. Tất cả những cái này là cán thép hết nha các bạn. Cán này nó khoảng 19 vuông ha. À, 19, 18. 14, 17. Cán thép hết nha các bạn. 20. 20, 15. Thì các bạn cảm thấy cái kích thước của cái cán nào nó phù hợp với lại cái ổ dao máy tiện của mình thì chọn 12, 16. Ok. Bốn cái cán dao dành cho máy tiện. Tình trạng là mới chưa sử dụng nha. Mới chưa sử dụng. Con này nó no name nhưng mà nó rất là đặc biệt. Thiết kế dạng cộng lực ha. Chiều dài của nó là 37 cm nha các bạn. 37 cm ha. Ok.
37 cm, cán mạ kẽm ha, cán tay cầm mạ kẽm, và cái lưỡi thiết kế dạng cộng lực, nó có thể giống như vừa dạng như là cắt tôn mà vừa cắt cáp được các bạn. Ở trong này nó thiết kế một cái miệng cong như kiểu kèm cắt cáp ha, à, thiết kế miệng cong như kiểu kèm cắt cáp, phía ngoài thì miệng thẳng, à, như những cái kéo cắt tôn, à, cắt tôn, cắt tôn, cắt cáp. Thiết kế cộng lực nha, thiết kế dạng cộng lực nha. Và chúng ta có thể bẻ lại như thế này để chúng ta thao tác như kiểu những cái kèm cắt ha. Ok, gấp gọn, gấp gọn hơn cái kiểu bẻ thẳng kiểu ra kia ha. Ok, cái phần cán tay cầm nó mình nghĩ nó còn một cái phần đệm cao su hay gì nữa, nhưng mà nó bị thất lạc các bạn, thất lạc. Kiểu dáng rất là độc đáo ha. Lần đầu tiên mình bắt gặp một cái kiểu kèm cắt cộng lực như kiểu này. Cái cây này giao lưu cho các bạn với giá là 300.000. Một cái búa tạ của OH size 1,3 kg nha các bạn. Tình trạng còn khá đẹp nha, khá đẹp. Đầu búa 1,3 kg, tổng trọng lượng của cái búa này nó là 1,390 kg, 1,390 kg. Mặt búa nó gần như mới luôn, một mặt cong và một mặt phẳng ha. Cán còn logo, cán còn logo đây nè. Ok, cái này Zalo cho bạn với giá là 300.000. Tiếp tục chúng ta có một cái cặp cảo C của Mỹ, của Mỹ nha, size 4 inch, 4 inch. Đây là, và tình trạng của nó là mới chưa sử dụng nha, mới chưa sử dụng. Đây, mặt hình giữa xài, mặt hình giữa xài, nó là cái loại cảo mở nhanh nữa nha các bạn, cảo mở nhanh. Đây nó có cái chốt, chúng ta nhấn cái chốt này chúng ta mở thao tác nhanh, à, nếu không thích thao tác nhanh thì chúng ta thao tác bình thường cũng được, vẫn là cái cậu C. Và chất liệu là thép đúc, thép đúc nha các bạn nha. Ok, khá là chắc chắn nè, size 100 nha. Cặp cảo này Zalo cho bạn với giá là 1.200.000, 1.200.000 ha, mới chưa sử dụng nha, Made in USA. Cảo thao tác nhanh của Mỹ. Ok, size 4 inch ha. Một cái súng phun quả. Một cái súng quả size khủng long nha các bạn. Size này cỡ hồi xưa mà có bình Mỹ, mà Mỹ mà đưa cái bình ga đeo vào sau lưng là khò, là bá đạo luôn ha. Y như cái súng phun lửa luôn ha. Và cái này nó đến từ hãng Osaka Japan ha, size lớn nha. Cái đầu khò nó rất là to các bạn ha. Cái lon nó bự lắm nè. Đường kính của cái lon này là nó 1 tấc lẻ 2, tấc lẻ 2. Chiều dài từ cán cho tới đầu này là nó 96 cm. Dây ga của Beston ha, dài miên man luôn. Chưa có tháo ra đo nhưng mà nhìn thấy nó dài miên man các bạn. Beston nè. Dây Beston ha.
đầu đầu vặn mình ra thì nó đang bị thiếu một cái sim ở đây thôi. Ở đây nó bị thiếu một cái sim nè. Dây còn khá đẹp nha. Cái này giao lưu với các bạn là giá 600.000. Khá là nặng nha. 600.000. Một cái cán tay cầm nó có cái vết rạn đây các bạn. Tình trạng nguyên zin chưa vệ sinh ha, nó có cái vết rạn chỗ tay cầm đây. Ok. 600k cho một cái đèn khò size khủng nha. Đây cái van của nó đây bạn. Van của Osaka. Mở, siết. Đơn giản thế thôi. Và cái đầu này kết nối vào cái bình ga. Mở lên. Bật quẹt là chiến đấu. Thích hợp cho các bác nào mà chúng ta làm mộc ha. Chúng ta khò những cái gỗ, ta đốt gỗ, những cái ván gỗ để tạo màu, lên màu ha. 600k. 600k. Rất là khủng long nha. Một cái súng phun lửa. Ok. Tiếp tục. Một cái bộ đe gò này rất là đẹp các bạn. Đe phụ. Và tình trạng của nó là mới chưa sử dụng ha. Mới chưa sử dụng nha. Đây nó có hiệu lò luôn các bạn. Bên đây nó còn cái giá thành luôn nè. 2.500 yên. Khoảng 500.000 cái cây này tại Nhật ha. Tại Nhật nó bán cái cây này khoảng 500.000. Ok. Và một cái cây này cũng để dùng cắm vào cái đe phụ, đe lớn nè. Mặt còn rất là đẹp ha. Kiểu dáng này rất là ít gặp nha các bạn. Kiểu dáng này rất là ít gặp. Cây này cũng vậy, mới chưa sử dụng ha. Mà nhìn cái mặt của nó nè. Mới chưa sử dụng. 45. Gần 60, hơn 60. Chiều dài của nó là cây dài nhất. 26 rưỡi. 22 rưỡi. Và cái cây ngắn nhất của nó khoảng tầm 19-20cm. Gò cái mặt cong. Một cái đè phụ. Và những cái kiểu dáng đặc biệt. Ok. Cái combo này bán cho các bạn với giá là 1 triệu. Triệu cho ba cái cục đẹp này nha. Một cái combo búa ha. Chúng ta có những cây búa rất là xinh xắn, rất là đẹp. Cây búa này mới chưa sử dụng nha các bạn, có hiệu lò luôn. Mặt búa đây. Mới chưa sử dụng nha. Trọng lượng con này tới 750g. Một cây búa địa chất ha. Tình trạng cũng gần như mới luôn. Một cây búa BOH size số 1. Đóng da băng này. Chuẩn không cần chỉnh ha. Chuẩn không cần chỉnh. Cũng gần như mới luôn. Và một cây búa đinh. Kiểu dáng rất là đẹp. Mặt có những cái gai chống trượt luôn. Phải nói là rất là đẹp nha các bạn. Đây. Logo ở đây. Hiệu này chúng ta bắt gặp trên những cái cây xà cầy của Nhật á ha. Chất liệu thép đen và cán nó cũng còn khá khá đẹp. Kiểu dáng rất là đặc trưng của Nhật ha. Không lẫn vào đâu được. Ok. Cái combo này giao lưu cho các bạn với giá là 850.000. 850.000. Bốn cây búa. Rất là đẹp, rất là đáng sưu tầm và sử dụng. Ok. Đây, vào đây. Một cái kéo tỉa cũng khá là thú vị ha. Phần lưỡi của nó có những cái rãnh, những cái tạo những cái đường sống chống trượt nha các bạn. Trợ lực nha.
chiều dài lưỡi của nó khoảng 25 cm ha. Phần cán tay cầm có thể tăng chỉnh được cái chiều dài. Khi chúng ta kéo dài tối đa ra thì cái tổng phần cán của nó là nó dài khoảng 56 cm, tổng chiều dài cả kéo nó lên tới 84. Lý do là nó bẻ một cái góc chết à, góc của nó khoảng 120 độ. Ok, cắt. Và ở đây chúng ta có thể điều chỉnh cái độ nặng nhẹ của cái lưỡi ha, bằng cách tăng chỉnh cái con tán siết này, điều chỉnh cái độ rơ của lưỡi. Okay. Thao tác xong thì chúng ta cũng thu cán của nó cũng rất là đơn giản rồi. Thu cán ra, nới ra, đẩy lên, lóc lại, đẩy lên, lóc lại. Cắt ở tư thế ngắn vẫn được. Ok. Cái kéo này giao lưu cho các bạn với giá là 450.000. 450k. Cái phần cán này nó có cái phần mút đệm ha, giúp chúng ta cầm thao tác nó khá là êm tay. Cái cán này là bằng ống tiếp sắt nha các bạn, sơn cái màu xanh. Những cái phần nếm đầu này là bằng nhựa, giảm chấn này nó cũng bằng nhựa ha. Đây, phần lưỡi nó còn khá đẹp nè, nước sơn trên lưỡi nó là sơn đen nha các bạn, một màu sơn đen, không có bị mẻ nha. Cái này là cái đường, những cái đường sống nó tạo để nó giúp chúng ta cắt nó chống trượt. Những cái nhánh mà nó hơi to to chút xíu chúng ta cắt nó sẽ giúp không có trượt, gọi là không trượt phát nào ha. Cắt một phát là không trượt phát nào hết. 450k cho cái kéo này. Đây, tiếp tục chúng ta có một cặp uống ống nha các bạn, một cặp uống ống luôn. Tình trạng của nó là nguyên zin, chưa có vệ sinh, hơi là bụi, để mình lau chút xíu nha. Một cặp uống ống của hãng Esmond Mỹ, Imperial Esmond USA. Và cái này nó sử dụng cho cái size 1/2 tới là 12 ly 7 nha các bạn. 12 ly 7 cho cái rảnh này nha. Uống ốc một góc 180 độ, 12 ly 7. Tình trạng nước mạ chrome nó còn rất là đẹp ha. Hàng sản xuất tại Mỹ, Esmond. Ok. Và đây là một cái size lớn hơn, size 3/4 tức là 19 ly cho cái rảnh này. Đây, Esmond giữa sàn nó đóng ở đây. Ok. Và cái cặp này giao lưu cho các bạn với giá là 1.600.000. 1.600.000 ha. Tặng kèm cho các bạn một cái kẹp ống để lả ống của Esmond luôn, cùng thương hiệu nha các bạn, Made in USA. À, kẹp được cái size 3/4, 1/2 và 5/8. Ok. Cái này chúng ta không có lả ống thì chúng ta có thể dùng để kẹp ống để giữ ống ha, và tháo những cái ống ti với cái size lớn tương tự của Mỹ luôn nha. Này, Made in USA này. Tình trạng cái này nó cũng còn rất là đẹp các bạn ha. Nước mạ chrome nó còn rất là sáng đẹp. Những cái con chuồn chuồn của nó các bạn thấy không? Rất là cổ điển, đậm phong cách Mỹ luôn. Hai cánh chuồn chuồn nó làm hơi lệch với nhau nè, chứ không phải là nó trùng thẳng hàng đâu ha. Rất là cổ điển, rất là đẹp. Ok, 1.600.000 cho cái combo này. 1.600.000 nha các bạn. Đo chiều dài của cái cây dài nhất này cho các bạn ha. Tổng chiều dài của cái cây này nó lên tới gần 80 cm ha. Cái cây ngắn này nó uống 1/2 tức là 12 ly 7 nha các bạn. 12 ly 7. Tổng
tổng chiều dài của nó lên tới 53 cm. Ok rồi, tiếp tục mình có hai cái súng bắn keo silicon của hãng SPG, tất cả là hàng của Nhật đã qua sử dụng nha các bạn, may ra bằng hết ha, tình trạng đã qua sử dụng và nó có những cái vết tróc tróc sơn hoặc là dính keo silicon trên này là chuyện bình thường, hàng đã qua sử dụng mà. Cái này chúng ta về chỉ có vệ sinh là thôi, hoặc là chúng ta để dùng luôn cũng vẫn được ha, hoạt động bình thường nha các bạn. Ở đây có một cái que để chúng ta chọn cái ống keo, nếu chúng ta sử dụng không hết nó bị khô cái đầu đi thì chúng ta dùng cái này chúng ta chích lại cái lỗ ha, hoạt động hoàn toàn bình thường. Và cái một cái điểm chúng ta đáng lưu ý đối với cái súng bắn silicon của Nhật này là họ làm những cái đường gân dập cũng như là cái phần máng này nó rất là chắc chắn ha, trông nó có vẻ đơn giản thôi nhưng mà cảm giác rất là chắc chắn, không ọp ẹp như những cái mà chúng ta mua ở thị trường những cái hàng mới đâu. Ok, thương hiệu SPG máy in Japan, có bạc serial number đầy đủ hết ha. Cái này Zalo cho các bạn giá 100.000 một cái nha, 100.000 một cái. Có hai cái. Ok, tiếp tục chúng ta đến với cái chuyên đề số 2, những sản phẩm liên quan về đồ điện. Đầu tiên mình có một cái đèn kẹp khá là dễ thương các bạn, dây nguồn zin cũng là rất là dài nha. Thì cái này về chúng ta sử dụng bóng 110 thì nó cắm vào nguồn 110, mình dùng bóng 220 thì cắm vào nguồn 220, nhưng mà tốt nhất là mình nên dùng cái bóng led. Thứ nhất là vừa tiết kiệm điện, thứ hai là những thế hệ led mới sau này nó sử dụng điện autovol, chúng ta sử dụng được từ 110 cho tới 220 rất là ok. Đây là công tắc nha các bạn ha, công tắc ha. Ok, và bên đây nó có một cái ổ cắm nối nữa, tức là chúng ta có thể cắm thêm một cái thiết bị khác như cái ổ điện rất là hay, cắm nối thêm cái thiết bị khác nữa. Và chúng ta có thể kẹp kẹp lên một cái kệ hay là cái bàn rồi đó, cái giá bàn rồi đó. Cái kẹp chúng ta xoay, muốn xoay hướng nào xoay. Trên cái kẹp này nó cũng có cái lỗ để chúng ta treo được nữa ha. Các bạn muốn treo thì chúng ta sẽ xoay lại thế này, chúng ta treo như cái bàn học, như cái đèn học ha, treo. Khi chúng ta di chuyển đến cái vị trí cần chúng ta sẽ khóa cái chuồng chuồng lại. Ok, bây giờ mình sẽ cắm, mình lấy thử một cái bóng led 410 đi, cái nguồn điện 110 sẵn nên bóng 110 mình test thử nha. Đuôi nó dùng cái đuôi thông dụng nha các bạn. Đuôi thông dụng 110. Ok. Hoạt động hoàn toàn bình thường nha các bạn. Đèn kẹp và treo rất là dễ thương ha. Và khi chúng ta gắn xong chúng ta sẽ xếp cái lồng bảo vệ nó lại như thế này. Ok. Đây. Cái này giao lưu cho các bạn với giá là 350.000. Tình trạng là nguyên zin chưa có vệ sinh nha các bạn. Còn khá là bụi bẩn như thế này. Khá là bụi bẩn. Và cái vòng này của nó có một cái điểm kết nối nè, nó bị bung cái mối hàn. Cái này mình sẽ chấm tích lại cho các bạn ha, đơn giản thôi, bóp vào chấm tích một cái là xong. Đấy, không có gì quá phức tạp. Một bông hoa nhỏ. Tiếp tục chúng ta có hai cái mỏ hàn Nhật. Cái này thì phải chắc chắn chúng ta phải sử dụng điện zin 100V này nha các bạn. Điện zin 100V. Hiểu cái hai cái món này thì mình xin phép được cắm điện trước ha, để tránh mất thời gian của các bạn. Và các bạn lưu ý chúng ta sử dụng điện zin 100V nha. 100V. Ở đây mình có hai cái mỏ hàn chì của Nhật, một cái hãng Hakko 100W, 100V
và cái này nó của hãng Shure, 60W 100V. À, trên phần đầu nó còn đóng logo của Haco đây. Thì tất nhiên 100W thì cái đầu mũi nó bằng đồng, nó sẽ to hơn cái thằng 60W một chút xíu các bạn thấy không? Hai hãng khác nhau. Cái này của Shure, cán cầm bằng gỗ, ở đây cán cầm bằng nhựa. À, Haco logo đóng đây. Ok, 100W và 60W. Tình trạng là dây còn zin. Dây còn zin chưa có bị cấn đứt chỗ nào hết nha các bạn. Dây nguồn cả hai đều còn zin, ok. Không có bị cấn đứt chỗ nào hết. À, lưu ý chúng ta sử dụng điện zin 100V hoặc là 110 vẫn được ha. 100V, 110 vẫn được. Đấy. Đây, nhiệt nó đang bắt đầu bốc lên. Cũng khá là nhanh ha. Khá là nhanh. À, mình test thử cái này trước. Đang nóng dần lên nhưng mà chưa có đạt đủ nhiệt độ. Đây, hãy nó nóng rồi đó các bạn thấy không? Khá là nhanh ha. Đủ nhiệt độ nóng chảy chì rồi đó. Đấy. Cả hai đều nóng rất là ok các bạn ha. Chì chảy rất là ok ha. Bóng chì luôn nè. 60W và 100W. Cái 100W giao lưu cho các bạn với giá là 250.000 và cái 60W giao lưu cho các bạn với giá là 200.000. Hoạt động bình thường ha. Đấy. Giữ nhiệt tốt. Haco và Shure. Ok, để ở đây. Trong thời gian chờ nó nguội xíu, mình giới thiệu cái cuộn chì hàng rất là to các bạn. Wow, khá là nặng nha. Một cái cuộn chì hàng. Trọng lượng của cái cuộn chì này là 982g nha các bạn. 982g. Và chì này nó của Kinjoku Tokyo Japan. Xài lớn nha. Trên cuộn chì nó có chữ trên luôn nè. 400.000 cho cái cuộn chì này nha các bạn. 400k cho cái cuộn chì hàng này. Cái sợi của nó là size, nó đây mình đo cho các bạn nha. Size của nó là 4 ly nha các bạn. 4 ly ha. Chì 4 ly. Nặng khoảng gần 1kg ha, gần 1kg. 400.000 cho cuộn chì này. Đây. Một cái sản phẩm đồ điện tiếp theo, chúng ta có một cái khoang của Hitachi Full Box. Hitachi Electric Tools Full Box ha. Đây. Một cái khoang gia đình. Một cái khoang gia đình. Chuẩn chỉ luôn ha các bạn. Vỏ nhựa gọn nhẹ, ok, và full chức năng, tức là vừa khoan sắt vừa khoan bê tông, có đảo chiều, có chỉnh tốc, và cái đầu khoan kẹp được 10 ly ha, tối đa được 10 ly các bạn. Đây 10 ly. Đó.
Đi kèm với nó là chúng ta có chìa mở zin nè, vài cái mũi vít tặng kèm, một cái tay cầm phụ, tay cầm phụ bắt lên cổ đây. Đây là sách hướng dẫn sử dụng của nó đây các bạn, Hitachi. Hitachi, ok, những bông hoa nhỏ luôn. Rồi giới thiệu một xíu về cái khoang đây ha. Một cái khoang gia đình, công suất của nó là 420W và điện zin 100V nha, điện zin 100V. Vòng tua điều chỉnh từ 0 cho tới 2.800 vòng một phút. Ok, ốc vít rồi còn 7 màu hết nè, chưa hề qua vệ sinh gì hết nha các bạn. Đây, khoang này là khoang sắt nè, và đây là hình cái búa là chúng ta khoan bê tông nè. Vỏ nhựa gọn nhẹ, thích hợp chúng ta sử dụng gia đình để khoan tắc kê, khoan tường, khoan những cái lặt vặt linh tinh. Và ở đây nó có điều tốc cho chúng ta sử dụng chức năng bắn vít. Chúng ta chạy cái tua chậm để chúng ta bắn vít đều được ha. Đây nó có cái nút đảo chiều nè, để sử dụng chức năng bắt vít trái phải ha, bắt vít và mở vít trái phải. Ok. Rồi, cái này mình sẽ giao lưu cho các bạn với giá là 600.000. 600k nha. Đầu cặp 10 ly. 10 ly là chúng ta sử dụng gia đình là nó thoải mái rồi ha. Những cái tắc kê tường thường mình khoan tới 8 ly 10 ly là dư giả rồi. Dây nguồn zin theo máy ha. Logo Hitachi. Khá là êm nha các bạn. Đảo chiều. Đây là chúng ta đang khoan sắt, chúng ta chuyển chức năng khoan búa nè. Ok. Chỉnh tốc ngay cò luôn ha, điều chỉnh nhanh chậm. Tốc độ giảm lại liền ha. Tăng lên. Sẽ tăng hết tốc lực của nó lên. Tối đa là 2.800 vòng phút nha các bạn. Rất là đẹp. Ok. Ở đây chúng ta có những cái mũi vít đi kèm theo máy. Nó là cái mũi mũi dẹp nè, mũi ba ke. Cái dẹp nó cắm nhầm ở đây nè. Ba ke 1, 2, BS 2 nằm bên này. Ở đây là nó đúng của nó sẽ gắn những mũi khoan 2.5 ly, 3 ly. Nhưng mà không có thì ở đây họ cắm một cái mũi này, cái đầu này giống như cái đầu 6 ly á. Nhưng mà nó bị tà, bị mài vậy đây. Ok. Thì cái này nó không khóa đắt tiền, chúng ta cũng có thể mua, chúng ta bổ sung thêm nhu cầu sử dụng của các bạn. Rồi chúng ta dùng những cái món gì thì chúng ta mua thêm món đó thôi. Một cái hộp. Ở đây là có một cái thanh để chúng ta đo cái chiều sâu cạn của cái mũi tắc kê, chúng ta khoan cái mũi khoan để ta đóng tắc kê á. Thì cái thanh nó chọc vào cái lỗ này nha các bạn. Ta nới này ra, ta cho cái thanh thước này vào. Nó như cái thước đo cái chiều sâu cạn của mũi tắc kê. Vậy thôi. Ok. 600k cho cái khoang Hitachi gia đình full chức năng. Hitachi Electric Tool. Một cái sản phẩm tiếp theo cũng đến từ nhà Hitachi. Mặt ngoài thì lõ lem nhưng mặt trong là con chú ha. Ok. Một cái đục khoan, một cái khoan và đục hai chức năng của Hitachi các bạn. Cái con này đời tem nhôm ha, tem nhôm. Tua của nó chỉ có 400 vòng một phút ha, điện zin 100V và công suất là 1050W. Này là cái mắt nhớt ha, chúng ta châm dầu vào đây nó có cái thước đo nè, full end nè. Chúng ta dựng đứng lên chúng ta xem cái mắt nhớt của nó. Ok, cái con này hai chức năng và tình trạng là nguyên zin, chưa có qua sửa chữa. Sử dụng mũi 17 ly thông dụng nha các bạn. Và đi kèm với nó chúng ta có hai cái mũi, một cái mũi khoan và cái mũi đục. Cái con này nó dùng được những cái mũi khoan mà lúc nãy mình
có giới thiệu ha, những cái mũi khoan đuôi 13 như thế này. À, ok. Rồi, một cái mũi khoan với cái khoan bê tông nha, me ba cạnh. Và cái mũi này nó 12 ly rưỡi các bạn. 12 ly rưỡi ha. Một cái mũi khoan. Đi kèm với nó là có một cái chìa để chúng ta tháo cái mắt nhớt để chúng ta châm nhớt nữa nha. À, một cái chìa mỏng 23 ly, một chìa mỏng. Một cái tay phụ để dặn vào đây để cầm thao tác. Giờ cầm vô luôn để chúng ta chút nữa chúng ta test. Ok. Một cái mũi đục 17 ly cũng khá khá dài ha. Và cũng còn khá khá đẹp luôn. Ok. Cái này chúng ta tháo lắp mũi cũng rất là đơn giản các bạn. Chúng ta đẩy chốt một lên. À, đẩy chốt bên đây, bên đây. Oh, sorry bên này. Rồi. Cắm cái mũi vào. À, chúng ta sử dụng chức năng đục ha. Thì chúng ta sẽ cắm cái mũi như thế này. Lắp. Ok. Xong. Vậy là chúng ta có thể ra chúng ta test được rồi đó ha. Và trước khi test mình sẽ báo giá cho các bạn luôn. Cái cây đục này giao lưu cho các bạn với giá là 1.600.000. Ok. 1.600.000 nha. Rồi, bây giờ mình sẽ xách ra ngoài mình chích thử cục bê tông kia cả nha. Tình trạng là sơn zin 100% nha các bạn. Rất là khỏe ha. Nhẹ nhàng không cần phải đè ép gì hết. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ thử chức năng khoan các bạn nha. Khoan. Khoan thì cái mũi chúng ta sẽ cắm nó vào sâu hơn. Tại vì trong nó có cái chân lục giác 13 ly mà. À, chúng ta sẽ cắm nó vào sâu hơn. Ok. Đấy. Và cái phần mũ cao su này nó sẽ ôm lên cái phần mũi này luôn. Đấy. Đấy. Khoan. Mũi xày ha. Nó vừa khoan mà vừa đóng búa nữa. À, rất là lợi hại. À, rất là okay. Nhớt còn ha. Nhớt còn đầy ha. Mắt nhớt nè, nhớt còn đầy nè các bạn. Ok. Sơn zin 100%. Chưa có tháo qua con ốc nào hết. Ok. Nhắc lại ha, 1.600.000 cho cái khoan hai chức năng. Khoan đục Hitachi sử dụng mũi 17 thông dụng. Ok. 1.600.000, điện zin 100V. Zin. Zin nguồn zin theo máy còn khá to nha các bạn. Một cái máy mài cầm tay của hãng Shinko. Một cái thương hiệu này cũng khá là lâu đời nha các bạn. Khá là lâu đời của Nhật ha. Shinko. Dây nguồn zin theo máy. Vỏ nhôm đẹp. Cà te của nó là gần như là
chưa có cái dấu xước sát nào luôn, bằng gạch te nè, chưa có bị liếm đá gì hết. Gạch te mạ xi đen ha, te nó xi đen Shinko, logo chuẩn bộ công nghệ Nhật Bản nè. À, ok, điện dây 100V, tua 12.000 vòng một phút và công suất của nó là 510W thôi nha các bạn, 510W, ốc ác còn 7 màu hết ha, rất là mới. Hai cái chìa zin của nó còn cột dính ra sợi dây luôn nè ha, cộng dây này còn zin luôn ha. Ờ, ok, dây nguồn zin theo máy khá là to ha. À, một cái điều quan trọng là nó còn rất là đẹp, công tắc phía sau nè. Cái đét trên máy là 1983 tháng 2 năm 83 nghe nha các bạn. À, đét trên dây là 1982 và đét trên máy là 1983. Và cái điều này cũng không mấy là quan trọng, bởi vì quan trọng là nó còn mới đẹp, đó là cái điều chúng ta nên quan tâm ha. Còn cái đét nó thì kệ nó, bao nhiêu tuổi cũng được, già cỡ nào cũng được, miễn là cái nhan sắc nó còn mặn mà là được. Bây giờ chúng ta sẽ test thử cái này, và cái này mình giao lưu cho các bạn với giá là 500k cho con máy mài tay, rất là đẹp. Nhôm, vỏ nhôm zin, không có sơn nha, 500k. Ok, ok. Tuyệt vời ở mặt trời luôn. Một cái máy còn rất là chất lượng, rất là đẹp. Và đặc biệt là nó là chuẩn Nhật, sản xuất tại Nhật, sử dụng đá zin 1 tấc, điện zin 100V và hai chìa đi kèm. À, ok. Cái chuyên đề số 3, chúng ta đến với những sản phẩm về cái dụng cụ khí nén của Nhật. Ok. Và đầu tiên là chúng ta vẫn là máy mài góc 180 độ. À, một xin lỗi, 180mm nha các bạn. 180mm. Và hiện tại mình còn cũng còn vài cây thôi. Sử dụng cò vặn nha. Cò vặn thao tác như cái chỉnh áp. Chúng ta có thể điều chỉnh tốc độ của nó tùy theo cái độ chúng ta vặn nhiều hay ít. Vòng tô nó chỉ có 7.500 vòng một phút nha các bạn. 7.500 vòng một phút. Sử dụng đá 1 tấc 8. Lỗ 6 ly và cái 22 ly. Và cái độ dày là 6 ly. Độ dày đá của nó 6 ly. Ok. Và đi kèm mình sẽ gửi cặn cho các bạn cái đuôi chuột zin để chúng ta sử dụng cho cái dây hơi 13 ly, nó sẽ đạt cái công suất tốt nhất. Hiện tại thì mình chỉ cắm cái đuôi này để mình test thử cho các bạn, để cho các bạn biết là cái tốc độ và nó chạy hoạt động như thế nào thôi ha. Giá vẫn là 700.000 nha các bạn. 700.000. Và hiện trạng của cái máy về thì nó đang bị thiếu cái cặp te, cặp te chặn ở đây. Và các bạn nào mà có nhu cầu muốn sử dụng cặp te thì có thể liên hệ riêng với mình. Khi mình lựa chọn sản phẩm này, mình sẽ bổ sung hỗ trợ các bạn mua dùm các bạn cái cặp te 1 tấc 8 này để các bạn bổ sung. Nếu chúng ta sử dụng đá mài hay là đá cắt thì chúng ta nên gắn cái cặp te bảo vệ. Còn nếu mà chúng ta về chúng ta dùng mài giấy nhám hay là đánh cước, đánh rỉ thì chúng ta không cần cặp te cũng được, tại vì nó sẽ vướng khi chúng ta thao tác đối với đánh cước và đánh rỉ thì chúng ta sẽ tháo cặp te ra như thế này. Còn nếu mà chúng ta mài đá hoặc là đá cắt thì chúng ta nên gắn cái cặp te vào, nó sẽ an toàn hơn. Đó là khuyến cáo của nhà sản xuất nha, chứ không phải của mình đâu. Ok. 700k cho cái máy hiện trạng như thế này, hoạt động tốt. Áp 8kg là sử dụng được nha các bạn. Áp 8kg và bình hơi ta to xíu nha. Ok. Rồi. 700k cho cái sản phẩm đầu tiên của Yokota. Máy mài 1 tấc 8 Yokota. Yokota. Tiếp tục một cây xịt hơi của hãng Kinki. Khá đẹp nha. Long nâu, mũi dài. Made in Japan. SK11.
nguyên zin chưa vệ sinh nha, còn rất là bụi, bụi dính đây nè. Thân là mạ Atimon, mạ Ken. Đây, đuôi chuột rất là đẹp các bạn. Cái này giao lưu cho bạn với giá là 350.000. 350.000 nha. 350k trong cây xịt hơi của Kinky. Zin 100%. Một cái súng bắn vis của Max. Max, cái này là mã nó là 750, Max 750. Đảo chiều chỉnh áp 4 số ha. Chỉnh áp 4 số. Con này nó dùng hai búa nha các bạn. Khá là mạnh ha. Hai cái búa nó tương tự như thế này nè. Đây, hai cái viên búa nó trong này. Và cái cốt nó cũng tương tự như thế này. Nhưng mà cái đầu của nó thì nó sử dụng cái đầu để mà bắn vít. Còn cái này là đầu của những cái súng bu lông 1/2 á. Cái này là một cái bộ mà nó bị hỏng cái búa nè. Mình đã thay thế ra, mình để ra mình làm cái mẫu cho các bạn xem thôi. Đó, thường mình hay nói hai búa thì hai viên búa nó sẽ hoạt động nó giặt như thế này nè. Đó. Hai viên búa nó sẽ đánh. Nó sẽ tạo một cái lực nó cân bằng hơn là cái dạng một búa. Nhưng mà cái lực thì nó khoảng một búa hai búa thì tùy theo cái nhà sản xuất người ta tính cái lực thì nó đều có cái ưu việt riêng của nó nha các bạn, chứ không phải là mình nghĩ là hai búa nó sẽ mạnh hơn một búa đâu ha, chưa hẳn như thế đâu nha. Đây, cái cây súng vis mắc hai búa 4 số, chỉnh áp 4 số, đầu 6 ly 3 thông dụng, đầu 6 ly 3 thông dụng nha. Chúng ta mua những cái mũi vít 6 ly như thế này trên thị trường là chúng ta sử dụng được rồi. Ok. Và lưu ý là cái con này nó sử dụng cái đuôi đuôi ngắn nè, dùng cái đuôi ngắn nè. Có một số đời nó sử dụng cái đuôi đuôi dài, một số đời nó sử dụng cái đuôi ngắn. Ok. Cái này mình giao lưu cho các bạn với giá là 700k. Một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật ha. 700k. Đồ Max. Rất là chất lượng nha các bạn. Kể cả từ đồ điện cho tới đồ đồ hơi hay là đồ pin. Búa giảm thanh hoạt động tốt. Búa đá rất là lực. 700k cho cái súng vít này. Thích hợp cho các bạn chúng ta dùng bắn những cái vít mũi 3k, vít dẹp. Mà thường là mình thấy dùng 3k nhiều, ít ai dùng vít dẹp cho những cái súng lắm ha. Và vít dẹp thì càng ngày nó càng gần như hầu như là gần tuyệt chủng các bạn. Và cái tính ưu việt của những cái vít 3k hay lục giác thì sau này người ta chuyển đổi dần, không còn xài cái vít dẹp nữa đâu. Và có thể chúng ta chuyển đổi sang bắn bu lông nhỏ như thế này, 8 ly, 10 ly, vân vân, 12 ly, thậm chí là 12 ly vẫn rất là ok ha. Dùng những cái mũi 3k 5 ly 6 ly để chúng ta bắn những cái vít ton, bắn vào ton nữa tháo rất là tiện lợi ha, cò đảo chiều ngay ngón tay nè. Chỉnh áp 4 số tùy theo cái lực lớn nhỏ chúng ta điều chỉnh cái cấp độ cho nó phù hợp thế thôi. Một cái cây súng bu lông mini rất là dễ thương. Cái thằng này là em của thằng hôm trước ha. Hôm trước thì đi phục vụ rồi, đi công tác rồi, thì hôm nay thằng em nó sẽ xuất hiện kiểu dáng gần như là gần giống với thằng anh thôi, nhưng mà thằng anh thì cái cò bóp, các bạn lưới cái cò bóp, còn đây là cái cò thông dụng bình thường ha. Đảo chiều thì nằm ở đây, cái kia đảo chiều núm vặn, cái này đảo chiều ra vô ha, cái này mở ra này siết vào. Và cái đầu này là cái đầu 1/4, rất là hiếm bắt gặp trên những cái súng bu lông nha các bạn, lưu ý nha. Cái đầu này đầu 1/4 là 6 ly 3 đó, cái đầu này đầu 6 ly 3 1/4. Và cái thương hiệu của nó là Blue Point, đó là anh em nhà của Snap-on Mỹ. Nhưng mà cái cây này được sản xuất tại Nhật. Ở đây nó đóng chỉ ra băng như đây nè. Cái cây tình trạng rất là mới ha. Tình trạng mình đánh giá nhức nhơm nó còn rất là mới. Đầu rất là đẹp. Nhỏ nhưng mà lực rất là qué, rất là ác nha. Chỉnh số dưới đuôi nha các bạn. Chỉnh số dưới đuôi này. Và các bạn đi họ thấy cái màu đi rõ ràng không? Oil daily, tức là khi chúng ta sử dụng chúng ta nên cho dầu vào mỗi ngày khi chúng ta sử dụng. Cho dầu trực tiếp vào đây luôn. Motor chỉ nè. Ở dưới đây nó chỉnh số nè. Nó có chỉnh số là 4 số nha các bạn. 0 1 2 3 4. Có số 0 nữa ha.
01234. Và số 4 là số mạnh nhất các bạn. Số 4 là số mạnh nhất ha. Ok. Nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương. Thích hợp chúng ta bắn những cái đồ nhỏ nhỏ, ốc nhỏ nhỏ. Rất là lý tưởng. Đầu này nhắc lại nha, đầu 1/4 inch, tức là 6.3 thôi. Rất là hiếm bắt gặp những cái đầu nhỏ như này. Thông thường chúng ta sẽ thấy đầu 3/8 là nhỏ nhất rồi ha. Đầu 6.3 này trên số mu lông hầu như là rất là ít. Tại vì thông thường là mình nghĩ, họ nghĩ là những cái ốc nhỏ thì chúng ta dùng lực tay chúng ta có thể dư sức mở ra được rồi. Nhưng có những cái vị trí, những cái góc kẹt kẹt rồi á, mình muốn thao tác cho nó nhanh hơn thì mình dùng súng bắn ha. Thế thôi. Ok. Cái cây này giao lưu cho các bạn với giá là 650.000. Rất là dễ thương. 650.000 nha. Blue Point, một thương hiệu của Mỹ, sản xuất tại Nhật. Viết sắp hết mực. 650k. Wow, nhỏ mà rét, ác lắm nha. Này cũng chơi bô tăng tốc chứ không phải bùa bình thường ha. Nhưng mà các bạn lưu ý là chúng ta không nên ép cái thằng nhỏ này mà làm việc to quá thì nó sẽ không tốt nha. Tuổi nhỏ thì làm việc nhỏ thôi, cái đầu nó nhỏ thì họ cũng tính cho chúng ta lực, cái lực để chúng ta mở tới mức độ nào đó thôi. Chứ nếu mà chúng ta cố ép nó, cố ăn ép những cái đầu lớn thì nó mở ra được á, nhưng mà cái đầu này nó sẽ đi theo cái tiếp luôn. Ok. Rồi, nói vui thế thôi cho các bạn đỡ buồn ngủ ha. Giờ chắc cũng là hơi khuya rồi, nhưng mà mình cũng ráng làm nốt những cái đầu hơi này cho nó thêm phần phong phú. Một cái cây mài 1 tấc, tua là 13.500 vòng 1 phút và áp 6kg trở lên là chúng ta sử dụng được rồi. Với cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Uri, Made in Japan, mã là USG4S Uri. Made in Japan, cặp te zin theo máy đầy đủ, ốc chặn đồ đầy đủ luôn ha. Cặp te này còn rất là đẹp. Size đá 100 ha, sử dụng cò vặn luôn nha các bạn. Cò vặn thao tác như một cái chỉnh áp. Chúng ta vặn nhiều thì nó chạy nhiều, vặn ít thì nó chạy ít. Thế thôi. Ok. Và cái cây này vẫn giao lưu cho các bạn với giá là 700.000. 700k ha. 700k cho cái cây mài gốc với thương hiệu Ri. Tua 13.500 vòng 1 phút, tương đương những cái máy mài điện nha các bạn. Và một số các khách hàng chia sẻ với mình là họ đang dần chuyển đổi từ những cái máy điện sang những máy hơi như thế này cho những cái hãng xưởng chỗ làm việc của mình. Lý do là thứ nhất là cái độ bền của cái máy hơi, nếu chúng ta sử dụng đúng cách, đúng theo cái hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, thì cái độ bền nó cao hơn cái đồ điện. Và thứ hai, tính an toàn của nó cũng cao hơn trong một số cái ngành nghề tình huống. Và thứ ba nữa là nó cũng tránh được cái việc mất cấp. Cái đó là cái anh chia sẻ với mình nha, chứ không phải là mình nói. Mình lắc thắc mắc là tại sao lại nó chống được cái việc mất cấp, thì cái anh cũng bật mí chút xíu là theo đồ điện thì nếu mà mua đồ điện thì nhân viên nhiều khi họ bỏ đem về nhà họ xài được, còn nếu mà đồ hơi họ bỏ họ đem về họ không có máy hơi để họ xài được. Đó là cũng là một cái ý kiến phản hồi của khách hàng, mình thấy nó cũng thú vị. Mình chia sẻ với các bạn như thế. Nhưng mà thực chất là mình thấy là về cái tính an toàn của cái đầu hơi với đầu điện thì chắc chắn đã vượt hơn. Và thứ hai nữa, nếu mà chúng ta thực tế mà chúng ta trang bị toàn bộ đầu hơi này cho những cái hãng xưởng của mình mà chúng ta mua đồ mới, thì chắc chắn giá nó mắc hơn gấp nhiều lần những cái đầu điện, và không thể nào mà đáp ứng được trong một cái nhất thời, bằng cách là chúng ta trang bị những cái đầu bãi đã qua sử dụng nhưng mà chất lượng nó còn 70-80% trở lên, giá thành nó rẻ hơn đồ mới rất là nhiều lần nha các bạn. Rẻ hơn đồ mới rất là nhiều lần. Đó là thực tế hiển nhiên luôn ha. 700.000 cho cái cây mài của Uri này. Rất là mạnh ha. Rất là bạo lực. Một cái cây Uri 1 tấc. Và thực tế là mình cũng đã backup cũng khá là nhiều cái sản phẩm cho một số các anh em làm hãng xưởng ngành nghề trong những cái ngành thép, nhôm, đúc cửa nhôm vân vân.
và họ phản hồi là cái việc mà sử dụng cái này nó hiệu quả hơn cái đồ điện khá là nhiều. Khi mà họ mua cái đồ điện về họ sử dụng trong một số cái môi trường đó nó bị bụi bẩn hoặc là những cái mạt vào thì nó sẽ làm cho cái thiết bị đồ điện nó nhanh hỏng hơn là những cái đồ hơi như thế này. Những cái đồ hơi thế này một số cái khách hàng của mình họ dùng, họ còn dùng được cả dưới nước các bạn, họ dùng khoan phía dưới nước được luôn. Thì mình chưa test thực tế như thế nào nhưng mà các khách hàng phản hồi lại họ nói là ok, an toàn và sử dụng được trong một số cái môi trường tình huống nhất định mà đồ điện không thể đảm nhiệm được. Nếu mà chúng ta sử dụng đồ pin thế hệ đồ mới có thể khoan dưới nước được nhưng mà giá thành nó rất là cao. Những cái cây mà chống nước tuyệt đối chúng ta khoan dưới nước được, đồ pin nha, mình đang nói đồ pin nha chứ không phải đồ điện cấp điện 110 bỏ nước ghim cái là giật bạn dính đó luôn á. Thì đồ pin nó có những cái máy rất là cao cấp cho có thể chống nước, chúng ta để dưới nước chúng ta khoan được, chúng ta thao tác được, nhưng mà giá thành của nó so với một cái khoan hơi thì nó mắc hơn, phải nói là rất rất nhiều lần ha. Ok, tiếp tục chúng ta đến với một cái khoan gốc của Shinano các bạn. Khoan gốc của Shinano và cái cây này kiểu dáng thiết kế của nó hầu như là gần giống với cây Blue Point mà mình đã giao lưu rồi cho các bạn ha. Và cái này nó cũng có một chút xíu gì đó dư âm lại của cái cây Blue Point kia, tức là nó được trang bị một cái đầu khoan của Jacob Made in USA, mặc dù cái khoan này là nó của Nhật nha, Shinano Made in Japan đây ha, Shinano ở dưới đây nó có chữ Made in Japan nè, cái mã của nó còn đây. Tua nó là 1200 vòng một phút thôi, khoan gốc ha, đầu khoan là tới 10 ly nha các bạn, đầu khoan cặp tối đa được tới 10 ly ha, đây là 10 ly nè, Jacob Made in USA nè. Và đương nhiên là mình sẽ có cái chìa đi kèm cho các bạn nha, tại vì cái đầu của Jacob này kiếm chìa nó rất là khó. Thứ nhất là cái măng ranh nó nhuyễn nhưng mà cái đầu nó lại to, nó đặc trưng như vậy. Và cái đầu mắt Jacob này thì cái mũi khoan, cái đầu mở chìa mở măng ranh của nó rất là đặc trưng. Và mình sẽ trang bị cho các bạn cái phần này. Xoay tay theo một cái tiếng ọc ọc của nó ra như vậy là chúng ta thấy được. Và đây là cái núm đảo chiều ha, thì chúng ta ấn xuống chúng ta xoay theo chiều kim đồng hồ là nó sẽ đảo cái chiều đầu khoan lại. Và cũng vậy, đẩy lên là nó sẽ khóa cái đảo chiều mũi khoan lại. Và cái cây khoan hai chiều, khoan gốc hai chiều nha, đặc biệt ha, chứ không phải là khoan thẳng đâu, khoan gốc hai chiều này giao lưu cho các bạn với giá là 700.000. 700.000, anh em có chữ da băng rất là nhuyễn nè các bạn. À, rất là nhuyễn luôn. Không biết họ khắc bằng cái dụng cụ gì mà nó ra là cái chữ nhỏ xíu 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 như thế. Và cái nét nó cũng cực nhuyễn luôn. 700k cho cái khoan gốc này nha. Với cái khoan gốc này chúng ta có thể thao tác là chúng ta cắm những cái mũi mài, mũi móc. Chúng ta mài móc những cái vị trí mà những cái cây thẳng chúng ta khó điều chỉnh và chúng ta khó kiểm soát nữa. Thì chúng ta dùng những cái cây khoan gốc như thế này. Hoặc là chúng ta gắn những cái đĩa mài nhỏ nhỏ để chúng ta rà mài đánh với cái tua chậm 1500 vòng và bộ nhông chuyển này cho phép chúng ta ép rất là tốt ha, cài ép rất là tốt. Đảo chiều nha các bạn. Okay. À, nhấn vào là nó đảo chiều nè. Buông ra là nó xoay chiều thuận lợi. À, và chúng ta muốn khóa chiều luôn thì chúng ta nhấn vào chúng ta xoay. Còn bình thường chúng ta chỉ nhấn và chúng ta bóp. Đã đảo chiều rồi ha. 700k cho một cái khoan gốc hai chiều của hãng Shinano. Tiếp tục một cái súng u lông hai búa khá đẹp, mình nói chữ khá đẹp thôi ha. Tại vì nói chung là nó nằm ở bãi lâu ngày thì cái nước sơn của nó cũng không còn mướt mát như cái lúc mới xuất xưởng nữa, nhưng mà mình đánh giá là cái cây này nó chưa có qua sử dụng, chưa qua sửa chữa chứ không phải là chưa qua sử dụng, xin lỗi, chưa qua sửa chữa. Và cái đầu cốt này nó còn khá đẹp, cốt còn khá đẹp, đầu 1/2 thông dụng nha các bạn, đầu 1/2 thông dụng, đầu cốt còn khá đẹp, chứng tỏ cho chúng ta biết là nó sử dụng cũng là ít ha. Đây Meijaban Toku ha, Meijaban. Cái đảo chiều là cái nút này ha, siết vào nè, mở ra nè, chỉnh áp ở dưới đây 4 số ha, chỉnh áp 4 số. Và cái con này sử dụng hai búa tương tự như cái nãy mình giới thiệu bạn, nhưng cái búa nó to hơn. Cái này là cái xác của cái con xác nhỏ thôi, một cái cây xác nhỏ thôi, thì cái búa nó cỡ này. Và con này xác lớn thì cái búa nó có thể gấp to, gấp đôi cái búa này, hai cái viên búa nó gấp đôi cái viên búa này.
đầu 1/2. Con này lực cũng khá là lớn nha các bạn. Con này chúng ta nếu mà áp đủ chúng ta bắn xe tay ga là vô tư thoải mái, bắn ô tô con đồ bình thường. Cái cây này giao lưu cho các bạn với giá là 1.300.000. 1.300.000. Ok. Có thể là một số ý kiến bình luận của các bạn là sao mà mắc thế, có vàng ở bên trong hay sao mà mắc thế. Xin thưa là mình đang sử dụng những cái giá trị cốt lõi của nó, tức là những cái công nghệ, những cái chất liệu, vật liệu mà người Nhật hoặc là người Mỹ hay là châu Âu không có, họ mang đến cho cái sản phẩm của họ, và chúng ta sử dụng nó với mức giá đồ bãi chứ không phải là mức giá đồ mới. Những cái sản phẩm này các bạn đi mua đồ mới thì các bạn sẽ biết được cái giá trị của nó như thế nào, và cái giá trị cốt lõi mà cái sản phẩm nó mang lại cho các bạn, nó đem lại cái hiệu quả công việc cho các bạn, các bạn sẽ hiểu được. Nếu chúng ta là người đã sử dụng qua rồi, chúng ta sẽ không có để lại những cái bình luận vớ và vớ vẩn như thế. Ok, 1.300.000 cho cái Toku hai búa đầu 1/2, bạo lực có thừa nha các bạn ha. Ở đây cái dây hơi của mình chỉ có 8 thôi, thật chất là nó không đủ lực cho cây này lắm đâu, nhưng mà các bạn nghe cái tiếng bô nó ré và cái hai chiều ra vào nó đều như nhau, chứ nó không có cái âm thanh mà nó mạnh hay nhẹ. Để chúng ta biết được, thông thường á, những cái súng mở bu lông chiều ra cái lực nó sẽ lớn hơn là cái chiều siết vào, cái đó là cái quy chuẩn chung của nhà sản xuất, người ta tính toán cái lực mở ra lúc nào nó cũng lớn hơn cái lực siết vào. Để thường khi chúng ta mở ra, ít khi ai mà chúng ta chỉnh cái lực nhỏ để chúng ta mở, đúng không? Chúng ta chỉnh cái lực lớn, chúng ta mở một phát là nó sẽ mở cái bu lông ra ngay. Còn khi siết vào thì chúng ta tùy theo bu lông lớn nhỏ vào vị trí ốc mà chúng ta điều chỉnh cái lực siết cho nó phù hợp. Cái cây này nếu mà các bạn về sử dụng dây khoảng 10 ly thôi, áp 8 kg lên là các bạn bắn có thể là tuyệt vời luôn ha. Rất là đẹp. Cốt búa còn rất là đẹp cái này. Tiếp tục một cái đục bê tông của hãng Kuken. Một cái đục hơi của Kuken nha các bạn. Một cái đục hơi sát lớn nha. Sát cây này nó lớn hơn cái cây thông thường mà mình hay giới thiệu cho các bạn chút xíu. Vì vậy cái lực nó cũng to hơn một chút ha. Đây là cái buồng hơi nó to nè. Cái ti nó dài, hành trình ti nó thì dài. Và dưới đây nó còn có cho mình chỉnh áp được nữa, mạnh nhẹ luôn, chỉnh áp. Mũi đục zin đi theo. Mũi đục thì cái đuôi này thì nó cũng to hơn những cái cây bình thường một chút xíu. Đầu này nó cũng to hơn. Người mình bự mà cái tay chân mình ốm thì được phải không? Mà nó cân đối chút xíu ha. Và cái cây này giao lưu cho các bạn với giá là 900.000. Một cái cây đục của Kuken. Có chỉnh áp ha. Và bạo lực có thừa nha các bạn. 900k nha. Quá kinh, quá kinh. Xin phép để một cái cục gỗ lên để mô tả cho các bạn nha. Chứ ra ngoài kia dần cục bê tông kia thì nó cũng tội cho nó quá, nó cũng sắp sửa về hưu rồi. Lực đánh rất là lớn các bạn thấy không? Các bạn có thể dùng cái này, chúng ta sử dụng ở nhà chúng ta đục bê tông, hoặc là cái bác nào mà chuyên làm mà máy móc công cụ chúng ta đục lối những cái vị trí ốc mà nó bị rỉ sét thì rất là đỡ mất sức và nó hiệu quả rất là cao. Thứ hai nữa, các bác nào mà mình có bán cho một số khách hàng, họ dùng để chặt dây đồng thì họ về họ mài cái mũi đục dẹp này cho nó bén hơn chút xíu, đưa vào chặt dây đồng rất là hiệu quả, đỡ mất sức mà nó nhanh chóng nữa. Ok, thương hiệu là Kuken. Kuken chỉnh áp luôn, đầu lớn sắc lớn, 900k cho cây đục hơi này, rất là bạo lực nha. Rồi, tiếp tục một cây rút rive của Lobster các bạn. Một cây rút rive này của Lobster đây. Hình thức thì dơ dơ bẩn bẩn ha, hình thức thì bẩn bẩn thôi, nhưng mà nội dung nó mình đánh giá nó còn ok, chưa có qua sửa chữa ha, chưa qua sửa chữa. Về test là nó hoạt động ok luôn. Và cái cây này giao lưu cho các bạn với giá là 800k thôi. Thích hợp cho các bác sử dụng cây, một cái công cụ cày được liền, mang về là cày được liền, thu hồi vốn được liền ha. Rất là mạnh, lực
rút cái lực cái hơi mà nó thổi ra cái bô, mình cảm giác cái lực của nó rất là mạnh. Thả một cái đi về vô test liền nha. Rất đuôi liền ha. Lý do tại sao mình rút hai lần nó mới đứt, đó là lý do mình không có cái phôi kẹp. Thì có rồi kẹp thì các bạn chỉ rút một phát thôi là nó rớt rồi ha. Thì cây DV nó dài mà, nếu mình rút hai phát thì nó mới kéo hết, nó mới đứt được. Này, ok, lobster đầu này mình đang gắn trên đây là cái đầu này nó khoảng 4 ly các bạn, 3 ly mấy 4 ly gì đó. Ok, 800k giá tốt cho anh em thợ. Nhất là những bác nào mà chuyên mà làm cửa nhôm hay là đóng thùng xe tải này kia ha, một ngày rút cả vài trăm con IV thì cái việc sử dụng cái này thì phải nói là công cụ hỗ trợ cực kỳ đắc lực luôn, chứ không phải là bình thường nữa ha. Nằm đây. Và một cái anh chàng cơ bắp, một cái anh chàng cơ bắp sau cùng của cái đồ hơi hôm nay, một cây NBK 3200 chỉnh áp 3 số, và nó là một cây bắn gầm nha các bạn, cây bắn gầm bắn nhíp á ha. Đầu một inch nha, đầu một inch, đảo chiều ngay cò đây. Những cái con NBK cái màu này là những thế hệ đầu tiên của NBK ha. Đây đầu một inch nè. Đầu một inch là 25 lít nha các bạn. Con này thì đã được vệ sinh, bảo dưỡng, tra mở vào những cái chi tiết quan trọng. Và cốt búa nó còn khá là đẹp. Cốt búa nó còn khá là đẹp ha. Ok. Chỉnh áp 3 số nha. Chỉnh áp 3 số. À, số 3 là cái số mạnh nhất của nó nha các bạn. Ok. Và cái kiểu dáng thiết kế của nó là như cái kiểu thông dụng phổ thông chúng ta đây. Đầu một inch mà cái dạng cây cầm này là rất là ít bắt gặp nha các bạn. Cái dạng này nó có cái độ lùng nhất định. Thường những cái dạng mà lùng mà quay sách ở đây thì cái chiều dài nó cũng sẽ dài hơn, không thích hợp cho chúng ta đưa vào chúng ta bắn ở vị trí hầm gầm kẹt của những cái xe tải, xe ô tô lớn. Chúng ta bắn gầm bắn nhíp rồi á, bắn những cái vị trí phía dưới xaxi sườn xe phía dưới. Thì đây là cái món mà nhà sản xuất người ta muốn thiết kế ra để chúng ta thao tác ở những cái vị trí như thế ha, rất là hiệu quả. Một inch, đầu một inch NBK 3200 ha, một inch. Ok, cái cây này giao lưu cho các bạn với giá là 3.800.000, 3.800.000. Ok, test thử nha. Cái này mình chỉ test cho các bạn nghe thôi, chứ thực chất là cái dây của nó các bạn phải đi, cái dây nó khoảng lớn một chút xíu, dây 13 ly và cái áp của bạn khoảng tầm 8 kg trở lên. Nhưng mà dây 13 ly nó khác với cái dây 8 ly các bạn. Cái lưu lượng khí nó sẽ đi thải, nó xả tốt hơn, nó xả nhanh hơn, nó cho cái lực bắn nó đạt tối ưu hơn ha. Và các bạn lưu ý nó khẹt ra từ chỗ này ha, bù xả nó đó, rất là mạnh nha các bạn, rất là bạo lực. Thấy nó khẹt ra ha. Hai chiều hoạt động tốt ha. Ok, đầu BK 3200 chuyên bắn gầm bắn nhíp. Ok, và đây cũng là sản phẩm sau cùng của video clip giao lưu hàng Nhật vải của mình TV hôm nay. Cảm ơn các khách hàng đã luôn ủng hộ kênh, cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng mình TV Tool. Xin chào và hẹn gặp lại.